Tại sao trái mít này nó được đẹp như vậy các bạn? Vì trái mít này đã được hai lần rải phân NPK. Hai lần mình đã rải phân NPK. Lần đầu trước khi làm bông mình đã rải NPK 20-20-15 cho trái mít này. Và trong thời gian nó phát triển một tháng thì mình rải NPK 3 số 10. Nhà vườn Chao Chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh nhà vườn Chao Chảo nha. Thì thưa các bạn, có nhiều bạn comment bình luận hỏi mình là anh ơi, khi mà bón phân để nuôi trái mít á thì mình bón định lượng như thế nào và thời gian nào để mình bón phân cho đúng và hợp lý. Thì hôm nay nhà vườn Chao Chảo để trả lời cho các bạn những cái câu hỏi đó, thì hôm nay nhà vườn Chao Chảo ra vườn mít để làm sẵn dịp mình hôm nay mình rải phân định kỳ cho mít Thái chanh gai siêu sớm á, của vùng mít này, thì mình sẵn dịp mình trả lời cho các bạn biết luôn là cái định kỳ bón phân và cái cách thức bón phân như thế nào nha. Thì thường thường là mình đứng mình nói luôn nha các bạn. Thì thường thường là một trái mít từ khi nó đậu trái cho đến lúc mình thu hoạch thì khoảng hơn 3 tháng. Thì cứ cách một tháng vậy đó, nhà vườn Chao Chảo bón một lần phân NPK. Bón một lần phân NPK. Thì đầu tiên là nhà vườn Chao Chảo vẫn bón bình thường NPK 20-20-15 để trong cái thời gian mà nó nuôi trái nha các bạn. Và sau một tháng, tháng thứ hai đó là mình bón tiếp NPK 3 số 17 để cho nó tròn và nó phì cái trái lên. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó chuẩn bị vào muối. Vào muối là nó chuẩn bị tập trung dinh dưỡng và nó tập trung tất cả lên trên cái muối mít nha các bạn. Thì giai đoạn này là các bạn bón phân 3 số đều nhau để làm chi? Để nó cân đối lại cái trái mít và nó không có tăng cái lượng này nhiều, cái lượng kia nhiều. Thì khi mà nó cân đối như vậy thì nó tạo cho cái màu mít rất là đẹp và cái trái mít chúng ta nó tròn, nó đầy và nó đều ra. Và cái tháng cuối cùng là cái lần cuối cùng mà cách gần thu hoạch rồi á, thì các bạn bón tiếp một lần nữa là NPK cũng 3 số 17 luôn nha, để nó nuôi trái mít cho đến ngày thu hoạch cuối cùng luôn nha các bạn. Đó là ba cái cách. Còn xịt thuốc định kỳ á, thì là mình cũng có làm những cái video về xịt thuốc định kỳ rồi. Cứ 15 ngày vậy đó là mình cứ xịt một lần, 15 ngày xịt một lần để mà đảm bảo cho da nó xanh và nó không có bị sâu và nó đảm bảo cho cái trái mít không có bị những cái tác hại của côn trùng hoặc là nấm khuẩn nha các bạn. Đó thì mình hôm nay mình ra mình làm video này để mà trả lời cho các bạn những cái câu hỏi đó, thì mời các bạn tiếp tục theo dõi mình làm cái video này nhé và mời các bạn tiếp tục theo mình ra vườn nhé. Để mình mở bao cái trái mít này ra cho các bạn xem nha. Đây, cái trái mít này nó mình đã bao được, cái trái mít này mình bao chắc cũng được 2 tháng rồi đó các bạn. Bây giờ mình mở bao ra để các bạn tham khảo luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái trái mít này. Đây các bạn xem nhé. Bây giờ mình quay từ xa đi. Đây mình quay từ xa thì các bạn thấy cái trái mít thứ nhất mình quan sát về cuống, thì cuống này nó từ cái cuống màu xanh nó chuyển qua cái cuống màu xám, và cái cuống này cũng là cái dạng cuống khỏe bình thường nha các bạn. Cái dạng này là dạng không phải là cuống bị bệnh thắng thư nha. Rồi các bạn xem cái trái mít nha, thì nó cũng tròn tròn đều trái xung quanh luôn. Đây mình quay quanh đây, nó đang ở cái giai đoạn là phát triển tự nhiên. Rồi các bạn coi về cái da của nó nha, cái da màu xanh chuẩn luôn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nha. Rồi các bạn xem nó không có bị sâu đục thân trên trái mít, và các bạn xem cái gai của nó rất là đều gai, thì cái trái mít này không có bị sát sơ sát đen.
và không có bị sượng muối nha. Tại sao trái mít này nó được đẹp như vậy các bạn? Vì trái mít này đã được 2 lần rải phân NPK. 2 lần mình đã rải phân NPK. Lần đầu trước khi làm bông mình đã rải NPK 20-20-15 cho trái mít này. Và trong thời gian nó phát triển 1 tháng thì mình rải NPK 3 số 17-17-17. Đầu tiên là trước khi làm bông á, là mình rải 20-20-15 để cho cái bông này nó mập và nó cân đối cái trái để nó làm cho cái trái tròn trịa hơn. Và sau đó mình rải tiếp sau khi mà đậu bông rồi, cắt tỉa trái mít rồi, thì mình để cho trái mít này nó phát triển bình thường khoảng tầm 1 tháng thì mình rải tiếp NPK 17-17-17. Để chi? Để cho trái mít này nó không có bị mớp, bị méo và nó giãn gai đều ra và nó tròn trịa như vậy. Và đặc biệt là cái muối mít nó sẽ lên màu muối mít rất là đẹp và nó lên màu đỏ nha các bạn. Đó. Và các bạn lưu ý nha, những cái trái mít ở cái nhánh cái cách khoảng vài chục phân thì nó cho trái rất là đẹp và chững nha các bạn. Đó. Thì bây giờ đó các bạn nhìn kỹ nha. Cái trái mít này nó cũng đang còn phát triển mà hiện giờ nó cũng tầm khoảng 10 kg rồi. Thì bây giờ là mình sẽ rải một đợt phân nữa NPK 3 số 17 nữa để trái mít này nó đạt cái chuẩn là lội nhất luôn nha các bạn. Chắc chắn trái mít này đạt lội nhất rồi đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn tiếp tục đi theo mình để xem cái công đoạn rải phân làm như thế nào để cho trái mít đạt lội chuẩn, da xanh đẹp và trái không bị mớp méo các bạn nhé. Đây là cái xô phân NPK 3 số 17-17-17 cộng với chung vi lượng. Phân này là phân tan mau của Mỹ nha. Thì bây giờ các bạn nhìn cây mít này nó có một trái lớn và hai trái nhỏ này sắp tiễn. Thì bây giờ cái cây mít này ở trên này một trái nữa thì có lẽ là bỏ trái này chuẩn bị thu hoạch, có thể bỏ một trái để trừ một trái lớn này cộng thêm trái trên kia. Thì bây giờ các bạn sẽ rải một nắm tay vừa. Thì ở đây là nó có 4 trái mà các bạn dự tính là lấy 3 trái thì các bạn rải 3 trái và rải từ gốc cách ra xa nha, tại vì mít nó ăn lan. Rải ra xa cái gốc ra. Cái gốc ở kia mình rải ra xa. Tại vì mít nó ăn lan nha các bạn. Đó. Các bạn cứ rải ra. Rải nha. Đó. Mít nó ăn lan ra xa mà. Rễ nó ăn lan. Các bạn đừng gãi sát gốc quá nha, gãi ra. Rồi xong, coi như cây mít này đã gãi xong nha các bạn. Đó. Các bạn cứ vậy mà làm nhé. Định lượng và thời gian mình đã nói hết trong video này rồi nhé. Khi mà trái mít á, nó ra bông rồi á, thì nó đang ở cái dạng mà trái mà chúng ta trước khi tiễn này đó các bạn. Thì ngay cái giai đoạn này á, chúng ta bón NPK 20-20-15 thì rất là thích hợp nha. Vì cái NPK 20-20-15 á, nó giúp cho cái trái mít tăng cái sự phát triển lên nha các bạn. Vì trong cái thời gian này nó chưa có tạo muối đâu, mà nó chỉ các cái tế bào, ví dụ nó tạo là các cái tế bào gai mít hoặc là các cái tế bào ở trong sơ mít, cùi mít gì đó, nó tạo ra cái độ phì và bắt đầu nó tập trung, nó tạo muối. Thì khi mà ngay cái giai đoạn này các bạn bón NPK 20-20-15 là hợp lý nhất nha. Thì bạn cứ xem sau khi tiễn, trước khi tiễn chứ, trước khi tiễn các bạn cứ bón đi và sau đó các bạn tiễn và các bạn bao trái bình thường nha, không có gì hết. Rồi, mình tiếp tục nha các bạn. Các bạn thân mến, những cái trái mít ở cái giai đoạn mà sau khi tiễn bông mà các bạn bao được khoảng 2 tuần này nè,
thì đây là những cái trái mít nó đang cần phân dữ lắm nha. Vì cái giai đoạn này bắt đầu nó đang phát triển múi mít và nó đang nở gai mít. Mà nếu các bạn không có đủ phân á, thì những cái trái mít này á, nó sẽ dễ mốt méo nha các bạn. Đây, các bạn thấy mình chưa có bón phân kịp mà bắt đầu trái mít này nó hơi méo, hơi mốt rồi nè các bạn. Và bây giờ các bạn phải bón phân liền NPK 3 số 17, 17, 17 hoặc là 3 số 15, 15, 15 gì đó. Để chi? Để nó nuôi cái trái mít, nó kéo cái trái mít này để ở cái độ tròn và chuẩn nha các bạn. Chứ nếu các bạn không có bón phân kịp á, thì cái trái mít này nó sẽ dị giật và méo và coi như trái này mít này nó sẽ đi vào hàng chợ nha. Nó không được ở cái trái mít tốt gì. Đây là cái giai đoạn mà nó giống mà con nít mà đang ở giai đoạn mà tuổi ăn tuổi lớn á các bạn. Thì đây là cái giai đoạn những cái trái mít như vậy nè, nó bằng cái ấm nấu nước á, thì đây là những cái trái mít mà rất rất cần nhiều dinh dưỡng, vì cái giai đoạn này nó ăn phân và dinh dưỡng dữ lắm nha các bạn. Đó, thì còn những cái trái mít mà này là những trái mít mà nó đang ở giai đoạn là chuẩn bị thu hoạch rồi, thì bắt đầu dinh dưỡng nó cũng bớt rồi. Thì những cái trái mít này nè mới là những cái trái mít mà rất cần phân, rất cần dinh dưỡng. Các bạn thấy không, bắt đầu nó có dấu hiệu giật ra một bên rồi nè, méo lép vào một bên rồi đó, vì nó không đủ dinh dưỡng. Cái cây này nó không đủ dinh dưỡng. Thì một là cái trái này là chúng ta bón phân để chúng ta chỉnh lại cái độ méo của nó. Hai là chúng ta có thể cắt bỏ trái này để nuôi những cái trái khác cho nó tròn đầy nha các bạn. Đây là cũng là một cái trái mít mà mình để từ cái nhánh cái ra một chút nè các bạn. Thường thường á, để cái chỗ này nè là lý tưởng nhất. Ra ngoài đây thì hơi xa lắm, nhưng mà không sao các bạn, nó vẫn tròn và đẹp. Trái này vẫn đạt được loại nhất nha các bạn. Thì cái trái mít này nó là trái cuối cùng sau khi mình ăn cái cây này được 3 trái rồi, thì trái này là trái cuối cùng của cái cây mít này. Và cái trái này bây giờ cũng có thể gần thu hoạch rồi, thì mình cắt cái trái này xong là mình chuẩn bị dưỡng cây mít này để mình làm bông mới nha các bạn. Thì cái trái này mình nhớ rằng nó chỉ được có 2 lần phân thôi, chứ cũng chưa được 3 lần phân. Thì mình nghĩ là nếu trái này mà đủ 3 lần phân NPK, tại vì một trái mít từ lúc mà có bông đậu trái cho đến lúc thu hoạch thì nó hơn 3 tháng một chút nhé. Thì mỗi tháng chúng ta rải phân NPK 1 lần, thì cái trái mít này nó sẽ đạt được loại nhất đẹp hơn hiện giờ trái này luôn nha các bạn. Tạm thời trái này thì nhìn cũng tương đối đẹp rồi đó, nhưng mà nếu chúng ta bón phân định kỳ và đúng lúc thì cái trái này sẽ đẹp hơn nữa nha các bạn. Đó, bây giờ tiếp tục mình đi nhé.